Chú bà mấy cái? Bố ra cái quạt đấy. Cay không? Cay cái... lắm. Ăn ít một thôi. Cái... bà ngậm bông mồm tí là hắn mềm mà. Tơi mà. Ngậm tí ăn tơi. Gì quấy thì mới cho hai con đi ra nào, ngay con đi ra nào. Cho bát đi. Bà ăn bát cho cháu mới chia ấy nhỉ. Rồi có nước ở đây. Đi 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 luôn đi. Để gặp. Mà tớ đi tớ mà không vô. Không vô tham mẹ cơm gì. Hả? Con bé con ngồi đây nhỉ. Hello. Ăn tắm gì nữa. Hết đơn giản cái thằng tám là quý con thu đó, con thu đó lấy chồng. Bữa trước á, quý con Hiền đã uống đau mấy tháng rồi chưa? Ra đây mày. Chắc như nhìn quý thằng quý con anh Thanh là ăn nhộn nha. Nhộn làm gì ở nhà không? Nhộn làm chi? Bà tóc bạc thì... Hai với không đến chục nghìn mà đến gắn đi. Con Hiền nó đi lấy chồng mà đi ra phải cống uốn năm mấy tháng con nhớ không? 3 năm đến chừng là 3 năm rồi. Con Hiền là dịu ấy. Con đây đi lấy chồng mà bà đi viện á. Đi lấy chồng đi ra phải cống uốn đi viện luôn đây. Đi viện luôn. Vô người ta đánh luôn, cũng không biết gì cả. Con cháu cũng không biết, con dại cũng không biết. Chờ đến lượt bà con thu với gà nó đi. Không khi nó mua đến cổng nó đưa con phát cửa lại. Không khi bay vô cổng cho tao nữa. Bạn đi cứ uống cái này mỡ. Uống cái này mỡ. Đai quá. Để cho ngồi ngủ. Đừng để nè. Để ra ngoài uống mỡ nhiều thì tốn điện. Bà đang ước có ngôi nhà hơn là chị Thủy. Không ăn nữa. Bà uống nước lên lọc thôi. Lấy đấy. Đưa bà ngồi nước này. Uống chai không uống được. Cô chai lấy cái cốc cho bà.